thực hiện dự án sản xuất và cung ứng giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng Nghệ An. Từ năm 2009 đến năm 2014, toàn tỉnh đã trồng được khá nhiều diện tích rừng giống keo tai tượng và keo lá tràm. Vâng, tuy nhiên trên thực tế thì việc trồng keo giống lấy hạt này không còn nhu cầu nữa. Trong khi đó thì số cây giống này hiện đã quá tuổi thành thục. Và nhiều chủ rừng tại Nghệ An đã làm văn bản xin thanh lý số rừng trồng giống kém chất lượng này. Tuy nhiên việc thanh lý còn gặp nhiều khó khăn. Rừng già cỗi, cây mục rỗng, đổ gãy, phần nhiều đã chết, rỗng ruột. Đó là thực trạng của 5 hectare rừng giống keo tai tượng được trồng tại vùng Khai Du, xã Hòa Sơn, thuộc quản lý của công ty lâm nghiệp Đô Lương. Toàn bộ diện tích keo đã có tuổi đời hơn 14 năm, cây gỗ lớn. Tuy nhiên hiện nay, do quá tuổi khai thác nên cây giống kém chất lượng, mất phẩm chất nhưng lại khó để khai thác như rừng sản xuất. Có những cái nhìn nó rất xanh tươi tốt và sức sống thế này nhưng thực tế bên trong nó đã bị tổn thương rồi. Cái này là một thời gian ngắn nó sẽ chết. Hiện nay là khoảng 70% cây hết phẩm chất rồi, không còn giá trị sử dụng nữa. Cái này chỉ có làm củi thôi. Thực hiện dự án đầu tư sản xuất và cung ứng giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng Nghệ An, từ năm 2009 đến năm 2014, toàn tỉnh đã trồng được 185,6 hectare rừng giống keo tai tượng và keo lá tràm tại 5 đơn vị là Công ty Lâm nghiệp Con Cuông, Đô Lương, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương và Công ty Nông nghiệp Sông Hiếu. Tuy nhiên, do thiên tai, nhiều diện tích bị sụt giảm và đã được thanh lý. Đến thời điểm hiện tại, có 51,5 hectare rừng giống không đạt tiêu chuẩn rừng giống theo quy định tại tiêu chuẩn Việt Nam về rừng trồng giống. Từ khi đầu tư đến giờ thì bán là tiến hành là trồng, thực hiện theo đúng quy trình, chăm sóc. Nhưng mà từ ngày đến giờ thì về cái thu hoạch giống thì cũng chưa thực hiện. Thì bán cũng rất là mong muốn được thanh lý để đó là ươm các cái loài cây có cái sản lượng cao hơn. Nếu nó để thế này thì sau các cái đợt mưa gió bão thì nó sẽ gãy đổ. Mục đích lấy hạt giống của toàn bộ diện tích rừng giống thuộc dự án sản xuất và cung ứng giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng Nghệ An. Từ khi trồng đến nay, chưa hề đưa vào khai thác vì hạt giống keo tai tượng đã lỗi thời. Thị trường ưu tiên trồng giống cây mô, dâm hom có năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn. Do đó, để không ảnh hưởng đến chất lượng giống rừng, lãng phí tài nguyên, năm chủ rừng đã xin thanh lý 51,5 hectare rừng giống kém chất lượng. Song việc thanh lý vẫn diễn ra quá chậm, khiến cho các chủ rừng đứng ngồi không yên. Vướng mắc của cái này là liên quan đến cái nguồn vốn ngân sách để trồng đá cái rừng này. Cái này thì liên quan đến cái thủ tục tài sản công, nó nhiều thủ tục và phải đầy đủ các cái sở ngành cho phép. Năm ngoái là các chủ rừng đã có báo cáo về sở nông nghiệp, ủy ban nhân dân tỉnh là có văn bản là gửi sở tài chính để cùng phối hợp. Nhưng mà khi xác định thì vì cái thông tư 18 về quy định thanh lý rừng ấy nó là hết hiệu lực, cho vậy là hiện tại chưa có một cái văn bản nào để mà thực hiện. Vướng của cả cái rừng giống này là vì nó tài sản công, chưa có một cái hướng nào để mà xử lý được. Cũng theo đại diện Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất phương án đưa diện tích rừng giống kém chất lượng này ra khỏi hệ thống rừng giống và quản lý theo quy chế rừng sản xuất. Nếu được tỉnh chấp thuận, thì khi đó số diện tích rừng giống này mới được phép khai thác. Tuy nhiên, để đưa diện tích rừng giống kém chất lượng này ra khỏi hệ thống rừng giống thì vẫn chưa thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2, khi mà quy định về thanh lý rừng giống chưa theo kịp thực tiễn.